Xin chào các bác. Tiếp theo lên một áo M65 khóa nhôm nha. Các bác nhìn màu còn ok không? Màu còn rất là ok nha. Màu xanh lắm, còn đậm, độ mới rất là cao nha các bác. Độ mới còn cao lắm, màu còn ok lắm các bác. Size lớn một tí nha, size large. Regular. Đời 70 nha các bác. Nhà thầu Allen Overo. Cái màu thì ok lắm. Màu còn mới, độ mới cao lắm các bác. Em mang vào trước ha. Các bác từ 80kg cho tới 90kg mang đẹp nha. Từ 78 cho tới 90kg là mang đẹp ha. Và cao tầm 1m7 cho tới 1m8. Ok không các bác? Size này to lắm, em mang thì rồi em cứ mang vào để các bác hình dung nha. Ok các bác ha. Thấy màu còn xanh lắm, màu còn rất là đẹp ha. Rồi các bác tầm 1m7 cho tới 1m80-1m82 mang vẫn được nha. Rồi em sẽ review chi tiết nha các bác. Size large regular đời 70, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha các bác. Tem dưới còn rõ ràng nha, độ mới cao lắm, nhưng mà nó cũng có lỗi nha. Rồi em sẽ quay chi tiết lỗi cho các bác. Rồi khóa cổ Scoville, khóa cổ Scoville nha. Nón đầy đủ ha. Khóa cổ đuôi cá luôn nha các bác. Rồi khóa chính thì con ma nha. Khóa chính cũng Scoville luôn. Cái này khóa chính với khóa cổ đồng bộ nha, Scoville. Còn chân khóa còn ok lắm nha các bác. Chân khóa còn ok đúng không? Cái này cái lớp bên ngoài thôi nha, nó tư tí lớp bên ngoài, còn cái lớp bên trong còn ok nha. Rồi nón phụ kiện dây rút đầy đủ nha các bác. Dây rút đầy đủ, dây trên dây dưới còn ok hết. Màu còn xanh lắm. Cái này nó có dấu tháo tem nha, cái này chỉ thừa rồi nha các bác, chỉ thừa rồi nha. Cái này thì để em tháo sau. Rồi đây, thân trước thì ở trên còn ok, ở dưới thì dưới nó hơi sờn sờn tí ngay đây. Và ngay đây nha các bác, cái nắp túi cũng bị một tí nha, bị sờn một tí ngay đây, bị xước một chấm ngay đây. Alloy thì hơi tươi tí, cũng nhẹ thôi, không cũng có thể chấp nhận được các bác. Thân trước ha, còn thân trước bên phải thì ok, không rách lủng. Còn tem nha, có dấu ngay đây, một xước một chấm ngay đây ha. Rồi chỗ này vết dưa mờ mờ, còn ok lắm các bác. Lót xanh luôn nha. Trời ơi, có ghi gì chỗ này. Rồi còn ok đấy các bác. Còn thân sau thì nó có lỗi nha, cũng bị một vết dơ nghe, giống như hoen rỉ nha, cũng mờ mờ thôi. Đó một chỗ và đây một chỗ cũng mờ thôi. Và quan gọi là nghiêm trọng nhất là ở đây, các bác thấy không, nó bị rách một tí ngay đây nè. Nên là bên em đã xử lý rồi nha, đã mạng lại rồi, các bác nhìn nè, đã mạng lại rồi nghe các bác. Đây nè, hai chỗ nha, vì sau lưng rách hai chỗ. Chỗ này thì có thể các bác mang, khi rút cái bo lại thì nó bo lên thì có thể cũng không thấy. Và chỉ bị nghiêm trọng nhất là ở đây thôi. Chỗ này thì sờn sờn nhẹ nhẹ thì em vẫn để nguyên, không xử lý ha. Chấm ngay đây nè nghe các bác. Chấm ngay đây, cái thân trước hôm nay em quay rồi mà báo còn sót. Rồi.
Bây giờ bên tay, tay bên trái nha, tay bên trái thì cũng còn ok, cũng có một tí này, cũng vài vết xước nhỏ nhỏ ngay đây, nhỏ thôi, cái này nhỏ không đáng kể ha. Rồi chữ chữ V còn ok nha, chữ V còn khá là ok, tam giác cũng còn ok. Rồi rồi tay bên phải, tay bên phải đây, tay bên phải cũng bị xước một chấm ngay đây, tam giác còn tốt nha, dư dơ một tí ngay đây, cái này các bác về xử lý chắc ra. Rồi chữ V cũng còn khá là ok đấy. Rồi em đã báo chi tiết ha, chi tiết tổng thể cái áo hết rồi. Rồi không còn chỗ nào khác nha, chung các lỗi đó thì như em đã báo. Và được cái là cái màu của các bác, cái màu nó còn mới lắm. Nếu mà xét về độ mới, không tính các vết dơ và các lỗi, cái nếu mà xét về cái màu á thì nó phải còn phải 96% đấy các bác, cái màu phải 96% trở lên nha, màu còn mới lắm. Đây nó bị chấm nhẹ ngay đây nữa đó. Nói chung là mấy cái này thì lỗi nhẹ nhẹ thì không ảnh hưởng, nó chỉ bị nặng nhất là ngay cái lưng thôi, ngay đâu đây thôi, các bác thấy không? Để em đã mạng lại nhìn cũng rất là thẩm mỹ nha, mạng lại cũng nhìn khá là ok đấy. Và bác nào chấp nhận được những lỗi như em đã báo thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em nha, 0903 145 965. Và giá thì em có đăng ngay tiêu đề nha các bác, em ship hàng toàn quốc nha. Bác nào mua lần đầu thì cọc cho em 100.000, bác nào đã mua của em một lần rồi thì không cần cọc nữa. Và em xin kết thúc video tại đây. Em đo thông số nha. Vai 54, tay 64 và dài 81 nha các bác. Đó, các bác nhìn sao, nó không có cái lỗi tí ngay đây, nhưng mà nhìn cái màu thì quá đẹp đúng không các bác, cái màu còn xanh lắm, màu đậm, màu chuẩn màu ô liu, rất là mới nha. Độ xét về cái màu thì độ mới rất là cao, rất là tiếc, hơi tiếc một tí, nhưng mà bác nào chấp nhận được thì chốt ha. Hàng xưa thì ít nhiều gì nó không có lỗi các bác, kiếm cái mà không có lỗi nguyên vẹn thì cũng khá là hiếm, và giá thì tất nhiên nó sẽ cao hơn. Và cái này vừa tầm tiền, các bác nào nhắm chơi được thì gọi điện cho em nha. Xin chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo.